chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần DB và cuộc sống ở Nhật. Rồi sao, xin chào cô chú em. Con mặc qua đây. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú. Hôm nay thì gia đình Quỳnh chuẩn bị đi ngắm hoa đó mọi người, ngắm hoa sakura. Và bây giờ thì Quỳnh đang có mặt ở cái siêu thị gần ngay chỗ công viên để mà đi mua một ít đồ ăn đem ra ngoài công viên để mà mình vừa ăn vừa ngắm hoa, cũng giống như năm ngoái nha. Và năm nay thì Quỳnh đi thì nó hơi trễ mọi người, mưa mấy bữa nay nè, không biết là hôm nay còn hoa để ngắm không. Và bây giờ mời mọi người cùng đi ngắm hoa và cùng đi mua đồ chung với gia đình của Quỳnh. Mình sẽ mua một ít mochi, nhưng mà một ít bánh này nha. Mình mua cái này. Siêu thị hôm nay Quỳnh đi thì nó hơi sớm á mọi người, cho nên nó vẫn còn vắng lắm nha. Rồi đi qua bên đây nè, sao đi mua sushi bên đây nè. Đi qua đây. Ở đây thì có trứng nè mọi người. Trứng nè. À, bên đây thì có rau củ. Quỳnh vô hơi sớm bởi vì ở đây sushi người ta chưa có làm nha mọi người. Đây. Rồi sao đi ra đây? Mua thêm mì cho San nè, qua đây. San takoyaki ha, ha, ăn san mì. Nói nghe nghe, ăn takoyaki ha, ăn mì. Ăn mì hả? Ăn mì ha, mì xào nha. Ăn mì. Rồi dâu nè mọi người. Dâu ngon lắm nha. Đó, dâu tây ngon quá. Dâu tây ơi xí. Coreca. Coreca. Hai mẹ con đi đã đợi giờ mới nhớ là quên mua nước nha mọi người. Mua mizu thôi. Ừ, mua nước thôi cho anh dễ uống. Đây, bỏ lên. Đây đây, bỏ lên, nhanh lên, bỏ lên. Mua ba chai thôi. Hay uống nước trà. Uống nước trà cho ngon nè. À, thôi uống nước trà hay uống nước lạnh. Bây giờ hai mẹ con mình sẽ đi tính tiền nha mọi người. Ở đây mình lấy cái bịch. Bịch đi mua nha. Không có đem bịch. Ở Nhật thì có siêu thị người ta cho bịch, có siêu thị không ha. Rồi, mua bịch bỏ vô đây. Chúng ta tính tiền luôn. Gia đình Quỳnh tới công viên rồi nha mọi người ơi. Bây giờ anh xã Quỳnh sẽ cho cái thùng đồ ăn xuống. À, hôm nay thì có đem theo chiếc xe đạp cho ông Ba Sa nó chạy nha mọi người. Năm ngoái thì cũng có chiếc xe đạp, mà bởi vì năm ngoái ảnh còn nhỏ đó, cho nên chạy xe đạp nhỏ. Hôm nay ảnh bự mọi người, cho nên mua chiếc xe đạp mới cho nó chạy được không? Ba phải đội nó nguy hiểm vô cho xa mới được. Ừ, ở Nhật thì người ta cẩn thận lắm mọi người ơi. Mỗi lần mà trẻ đi ra ngoài mà chạy xe là phải đeo vậy nè, để cho nó không có té đó mọi người. Nó té thì cái này sao? Để cho té nó không có đau, hiểu không sao? Hiểu không? Hiểu rồi. Đúng rồi, cảm ơn ba ba đi. Rồi Quỳnh đây một túi nha mọi người, một túi đồ đây. Con chó dễ thương kìa. Ú giỏi. Giỏi. Hai cha con. Đó mọi người, hôm nay Quỳnh đi công viên là ngày thường á, cho nên nó vắng nha mọi người. Đã về buổi trưa nữa. Thì cái xe em mua năm ngoái mọi người, mà cũng ít chạy lắm. Với lại cái yên nó hơi thấp, mà bây giờ không có cái tô vít để mà dặn ấy giờ sai, cho nên thôi để cho nó chạy luôn. Ừ chạy đi. Yeah. Trời ơi, hôm hoa sakura nở đầy luôn mọi người, đẹp quá đẹp luôn nè. Quá đẹp luôn. Hiện tại bây giờ là gia đình Quỳnh đang có mặt ở trong công viên là 1 giờ trưa nha mọi người. Ai, trời ơi, nó rụng nè mọi người, mưa hai bữa nay nó rụng quá trời rụng luôn.
Trời ơi, nó đụng dưới đất nè mọi người. Đụng thấy mê luôn. Quen vòng mọi người xem nha. Trắng cây luôn mọi người, nở trắng cây luôn. Nở trắng cây luôn, đẹp lắm. Trời ơi. Đây. Cho mọi người xem dưới đất của Quỳnh nha. Đây. Cánh hoa sakura đó mọi người ơi, đây. Cánh hoa sakura nè. Đẹp ghê không? Nó rụng từ trên cây nó rụng xuống nè. Đẹp lắm luôn. Bay bay trong gió. Mọi người đi vô công viên quá trời luôn mọi người. Đó. Cảnh nên thơ cho mọi người ơi. À, năm nay cái cầu này người ta tu sửa đó, cho nên người ta không có cho vô nha mọi người, người ta chận rồi nè. Cái chỗ này mới đẹp nè. Đó, quá đẹp luôn mọi người. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi bây giờ gia đình Quỳnh sẽ quyết định đi qua bờ phía bên kia nha mọi người. Bờ phía bên kia để mình ăn nha. Ok. Con nhện nó đâu, nó rớt vô trong chiếc xe cái nó sợ quá, nó không dám chạy. Đâu 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 đâu. Có con nhện mà nó la ôm sụm vậy mọi người. Mọi người nói ghê. Có gì đâu mà la ghê sao. Hết rồi. Rồi lên xe ngồi đi. Hả? Rồi đây nè. Ừ. Đi. Thời tiết giờ mà ấm lắm mọi người ơi. Ở khoảng 18 độ như Đà Lạt vậy đó. Ấm lắm. Quỳnh mặc áo khoác vậy cho nó đỡ nè. Lạnh thôi chứ mình cởi ra vẫn chịu được nha. Cái khúc mình đi nè, khúc này mới đẹp, có cái nhà nhỏ nè. Đó. Nhìn qua phía bên đây nha mọi người. Trời ơi. Bông sakura mọi người biết. Ôi ôi, mọi người coi nè. Bông sakura hả? Nó nở hả? Nó rụng đầy hết khắp cái mặt của cái cầu luôn mọi người. Đây. Đó, đầy hết khắp mặt cầu luôn. Ôi sai, sai đường rồi đường này. Ôi anh ba ơi. Đường bên đây, đường bên đây. Bên đây, bên đây. Bên đây, bên đây thôi. Lâu lâu đi ra đường mà ngắm không khí ở đây mọi người. Cây cỏ nó nhiều cho nên không khí nó mát mẻ, cho nó có cái mùi thiên nhiên lắm. Trời ơi mọi người, có dưới đất nè. Nó rụng đầy nhóc luôn mọi người. Đây. Chỗ chân Quỳnh nha. Rồi. Mọi người xem nè. Chỗ chân Quỳnh nè. Trời ơi đã chưa mọi người. Trời ơi đã. Cái dòng suối đây nè, nó rụng đầy nhóc ở dưới luôn, đẹp quá trời đẹp luôn. Giống trong tranh chưa cho mọi người. Y như trong tranh luôn. Y như trong tranh luôn. Ai, Quỳnh đi qua bến rồi một cái chỗ khác cũng ở trong công viên nha mọi người. Ôi ôi trong đây. Phải nói là hôm sakura bạc ngàn luôn, nó rụng mọi người. Với lại ở đây thì bông mới bắt đầu nó rụng rất là nhiều luôn. Cảnh siêu đẹp. Tiếng chim hót ríu ra ríu rít, trong biết mọi người có nghe không ta? Quá đẹp luôn mọi người. Rồi. Mấy cô chú người Nhật đi chụp hình rất là nhiều luôn. Ôi ôi. Cái cảnh ở đây siêu đẹp luôn. Đây là một con đường nha mọi người. Cái khúc này thì nó không có bàn ghế để cho mình ăn nha. À, đẹp chưa mọi người ơi. Trước khi ăn uống thì phải quay cho mọi người xem sơ sơ trước nha. Trời ơi, nguyên một con đường hoa sakura rực rỡ. Nó rụng trắng đường luôn nha mọi người. Rụng trắng đường luôn nè.
quá, đẹp quá mọi người. Đường như thế này đẹp quá trời đẹp luôn. Đây. Papa, hành tay khi đê là vô. Hiện tại bây giờ thì Quỳnh với Sa đang có mặt ở trong cái công viên mà bên chỗ khác nha mọi người. Trời ơi, hoa nó rụng mà nó quá đẹp luôn mọi người. Đây nè, coi nè Sa, Sa chạy đi Sa. Đẹp quá. Ở trên bông sakura rất là nhiều luôn nha. Đây, quay phía sau cho mọi người xem, nó hơi bị ngược nắng nhưng mà cũng này đẹp hơn nè mọi người. Trời ơi, hai bên trái phải đều là bông sakura hết nha. Ôi, rất là đẹp luôn. Đẹp quá. Chạy đi Sa. Chạy đi. Chạy bên đây, bên đây, bên đây. Hey. Mama. Mama. Sa đi nè. Trời ơi, có một anh người Nhật kia phía xa xa văng nguyên cái võng Việt Nam nằm luôn mọi người. Quá ư là lý tưởng. Quá ư lý tưởng luôn. Quá xa. Trời ơi, khúc này đẹp quá mọi người. Nguyên cả một rừng luôn. Rừng hoa sakura là đây. Siêu đẹp luôn. Wow. Cái con đường này nó cũng dài lắm nha mọi người. Mà đi xuống dưới nữa này. Đi sao mà xưa à chị. Kìa. Đô bưu trừ ứng đôi. Trời ơi, cái bánh xe của ông già nè mọi người. Đây. Toàn là bông sakura nó cán lên quá trời. Đây, mặt xưa đâu giờ. Đâu giờ. Đây, mặt xưa cơ. Hai, có. Đây, mọi người à, đi đi ăn uống dưới tán hoa anh đào nha mọi người. Đây, dắt chó đi dạo luôn. Ôi, ôi, cái cây nỉa nở bà. Ủa, đi khi đây nè. Sừng gói à. Ôi đẹp chứ mọi người ơi. Đây. Quá đẹp luôn. Đây. Quá đẹp quá đẹp. Cái khúc xuống dưới là nó chỉ còn có hoa sakura một dãy thôi. Rồi tới khúc này thôi mọi người. Khúc này mà khúc dưới là đang nở rất là đẹp luôn. Mà chỉ có một dãy thôi. Sao ơi, nó chạy đâm thẳng xuống dưới luôn mọi người. Khúc bên này đẹp quá trời đẹp luôn. Trời ơi, khúc này đẹp quá trời mọi người ơi. Coi nè, Sa thì nó chạy, nó chạy xe đạp phía ngoài kia nha mọi người. Đó, nó chạy xe đạp phía ngoài kia. Đó, nó chạy xe đạp ton phía ngoài kia. Trời ơi, khúc này nó nở quá trời nở luôn. Ôi ôi, đẹp quá đẹp luôn mọi người. Wow. Wow. Sự gối khi đây. Ôi ba ba của cô sự gối khi đây vậy. Bây giờ mà đi thẳng con đường này nha mọi người. Mà trải đồ ra ngồi ăn với chỗ con đường này là ta nói đẹp khủng khiếp luôn mọi người. Nè. Quá xa đẹp luôn. Đây nè. Quá xa đẹp luôn. Đẹp nên thơ luôn. Sao? Có gì? Mẹ chạy nhanh lên. Ồ, bên kia đẹp quá ta. Trời ơi, bên kia có con vịt nè. À, bên đây nó có đập vịt nha mọi người. Hả, có cái hồ. Ờ, có cái hồ, có anh ta đập vịt ha. Có con vịt luôn. Wow. Đẹp quá. Ồ, có quá trời con vịt luôn kìa sao. Nó dễ thương quá Sa ơi. Ha. Nó thấy Sa đến. Nó bơi được đó, nó đi kìa. Cái này gọi là vịt trời nha mọi người. Này vịt trời. Sao nó cho Sa rờ được? Đẹp lắm mọi người ơi. Cái này thì mùa xuân á thì hoa anh đào nở phía bên kia nha. Còn mùa thu thì đây là những cái hoa mà cái cây tùng cây bách nó rụng lá nó chưa có ấy mọi người. Chưa có lên không á. Ở đây thì người ta có đập vịt nữa nha. Ôi đẹp lắm nha mọi người. Đi bên kia ha. Bây giờ con vịt nó xuống nó bơi hết rồi. Ba ba kìa. Ảnh mê lắm mọi người. Rồi sao đi đi. Đi coi con vịt đi anh ba. Wow. Đã qua tới cái chỗ đập vịt đó nè mọi người. Vịt quá trời vịt. Thấy thương luôn. Hỏi sao sao nó không mê.
Ồ, hoa anh đào nó nở. Xuống đây đập dịch quá đẹp luôn. Rồi, anh xã Quỳnh ở đây là mua vé đập dịch nha mọi người. Cho ông bà xã đi đập dịch. Trời ơi, cái chỗ đập dịch đẹp. Hai cây bông sakura nở. Ở chỗ này chắc gió quá đi, rụng hết bớt rồi mọi người. Chị đi. Trời ơi, đẹp dễ sợ luôn. À, chỗ này khóa được nha mọi người. Ba khóa cái xe cho xa nè. Rồi, bây giờ gia đình Quỳnh sẽ đi đập dịch nha mọi người. Hai đứa giờ xa. Hai. Rồi, sao vô đi xa. Mama vô trước à. Hai. Rồi, sao vô trước đi, vô trước đi. Giờ. Hai. Arigato gozaimasu. Ai ai. Yeah. Con dịch đẹp quá. Quá. Wow. Đạp cái này, đạp dịch coi như là cũng là một trong những cái được gọi là mình tập thể dục nha mọi người. Tập thể dục chứ. Sao mà giỏi sao nó? Giỏi nè. Ủa sao nó lái giỏi vậy mọi người? Lái quá giỏi. Nó mới vừa chơi bên kia xong giờ nó qua đây chơi tiếp này nha mọi người. Ủa nó mệt quá đây, chạy qua đây. Hiroshi, Hiroshi. Phong. Konnichiwa. Hai, Hiroshi. Ồ, trời ơi lái xe siêu giỏi luôn. Gói nè. À, ông mập nó từ đâu luôn. Ông mập ông đi luôn. Đó. Tôi ta đi. Đó. Ôi ơi ba ba nô. Ai 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 e lại luôn. Ê. Cha con tính hết mọi người. Được ngày chơi quá vui à. Nó đây đây đây. Nó đây đây đây. Rồi bây giờ sẽ vào mua kem cho ba Sa nha mọi người. Đây. Sa nó vẫn trung thành với cái món kem bunny của nó. Kem vani 300 yên. Đúng không ta? Kem vani bán 350 yên nha mọi người, khoảng 70.000 tiền Việt Nam. Nè sao ba cho nè, ngưng xe lại, ngưng xe đạp lại. Yeah. Yeah, cảm ơn mẹ. Ăn. Ăn cái miệng quay mặt qua đây. Quay cái mặt qua đây ăn nè. Ôi xì quá. Có ngon không? Có ngon. Đây, ôi xì. Đi nè sao? Bên đây, bên đây. Bên đây, bên đây, bên đây. Nam đây nè. Kawaii so yo. 5 kg. Khát cư kí lô mà còn đây nói tới đây nè. Trời đất ơi. Chắc dập cái xe của người ta luôn. Hàng gì hàng xa nó không cười mới lạ. Nam đây nè, ba ba. Ông mập này không 100 kg mà ông ngồi cái xe. Ông ngồi cái xe chắc nát xe luôn á. Ai có cái gì đây. Chim chúng nó đến mà. Chú 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 chú. Ông ngồi xe con nhỏ đã xong giờ ông kêu à. À đau quá, chim tự lại đến rồi. Mấy con nó có sợ mọi người. Nó không sợ người. Sao hỏi nó ăn bánh không? Hỏi ăn bánh đó, chúng nó đến chứ xa đó sao? Ông mập ông nói mấy con chim này nó có bệnh đó mọi người, không thích nó. Còn Quỳnh thì Quỳnh thích chim bồ câu lắm. Kawaii nó. Nó không có sợ người luôn rồi. Không mà ông đứng lên mà nó còn không. Nó không chạy luôn á. Nó thấy người lại đến nè. Cứ đưa vô. Cứ đưa vô.
Sugoi à. Trời nó sợ con chim nè mọi người, kêu cho con chim nó ăn không dám cho nè. Hai đô dạ. Hai hai. Ú. Đó nó đến nè, nó đến nó ăn nè. Hai đô dạ. Ú. 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 Ơ con chim nó không ăn kem hết à? Ăn cái bánh. Anh ăn kem là sao? Anh ăn kem hết sao? Thấy không? Thấy chim nó ăn sao? Thấy chim ăn không? Ôi. Con chim nó tắm kem luôn sao? Ui 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 ui. Con chim nó tắm kem của sao cho luôn. Trời ơi, nó cười cả mọi người. Rồi bây giờ sao sẽ lại sao mua đồ ăn cho chim nha mọi người. Biết bỏ vô không? Bỏ 100 yên thôi. Rồi bóc vô sao cho đi, sao cho đi. Ừ, nó tới rồi kìa. Ừ. Nó nói sao cho nó ăn, nó tới rồi. Tới đi, tới đi. Ừ. Sao nãy nhiều lên. Ừ. Nè, 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 coi mẹ nè, coi mẹ nè, coi mẹ nè. Nó đến nó chơi với sao với mẹ nè, sao nè. Nó chơi. Ừ. Nhiều lên. Làm sao nó bay hết rồi? Cái gì nó hết hồn, nó chạy cái gì vậy? Nó bay hết rồi kìa sao? Ôi ơi, nó bay hết rồi sao? Rồi nó bay lại là sao? Rồi nó bay xuống là sao? Cho mày miếng bánh nè, nè để lên đây nè. Hai. 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 Sư ơi, sư ơi. Đó, tôi đi nó ăn đó. Tôi đi nó xuống nè. Yeah. Tôi đi nó đến quá trời nè sao. Trời ơi, mấy con chim nó quýnh lộn với nhau. Trời ơi, cá coi quá trời luôn mọi người. Cá coi là vịt là chim bồ câu. Quá trời quá đất luôn. Sao qua đây nè coi, sao sao nhìn nè. Cá coi bay chưa? Cá coi bay rồi. Ở đây mi tẻ, mi tẻ mama. Mi tẻ, mi tẻ. Hola, hola. Hola, hola. Wow. Ừ, gửi bay. Trời ơi coi nè. Quá trời quá đất luôn mọi người. Không sợ luôn mọi người. Anh ba nè, anh mê lắm, cho hết đi sao. Qua đây. Ở đây có mấy chú ngồi để câu cá nha mọi người. Ở đây câu cá nè. Ba ba ơi. Cô ý. Số tỏ. Có gì vậy? Mình ngồi ngoài trời luôn mọi người, không vô nhà. Ngồi đây là mình ngồi dưới tán canh đào mình ăn vậy mọi người. Đó. Cái chỗ hôm nay gia đình Quỳnh ngồi ăn sẽ là chỗ này nha. Đẹp quá. Đây thôi mọi người ơi. Ôi ôi. Coi cái chỗ siêu đẹp cho mọi người. Anh xã Quỳnh lôi đồ ra. Đó. Quá đẹp luôn. Rồi Quỳnh cũng sẽ lấy đồ ăn ra luôn nha. Lấy đồ ăn ra. Nó thấy máy bay bay ngang qua, mọi người biết nó nói gì không? Nó nói cái máy bay này không biết có phải là đi về Việt Nam không? Dễ sợ. Giờ nó dớn mà. Đồ rồi. Bây giờ mời mọi người ăn chung với gia đình của Quỳnh nha. Chào. Nè của Sa nè. À Sa có rồi, mẹ mở cho. Được không? Mẹ mở cho Sa, ok. Sa mở được không? Rồi hồi nãy thì Quỳnh có đi mua một ít khoai tây chiên giòn Sa nha mọi người. Hôm nay mình ăn ở ngoài không khí thì là đẹp luôn. Lâu lâu thì gia đình Quỳnh sẽ ăn và trải nghiệm ha. Cái không khí. Quỳnh cách tại yếm bụi.
năm nay mình đi mua sushi si, cái mình cũng quên lấy nước tương nữa mọi người. Vừa mê luôn. Ông than phiền, ông nói có nhiêu đó cũng nhớ năm ngoái, cũng nhớ năm nay, cũng nhớ mọi người. Nhưng mà ở trong sushi thì nó hải sản cho nên nó cũng hơi mặn mặn mọi người. Sao ăn mì, ba lấy mì cho. Có mì. Ăn mì, ba lấy mì cho. Có mì không? Hôm nay thì ngồi được một cái chỗ có cái bàn nha mọi người. Năm ngoái thì mình đi cái giờ thì nó hơi bị đông. Trời ơi, con nó đổ rồi mọi người. Trời ơi, đổ quá. Đây nè, ăn mì không? Mày lấy mì cho. Có ăn mì không? Không. Không ăn mì nha. Giờ chút mình ăn sao nha. Bây giờ mời mọi người ăn chung với gia đình của Quỳnh nha. Hấp dẫn quá. Ăn nhiều nhiều. Ăn nhiều nhiều nha Sa. Ôi lợi. Ông nói Quỳnh á, đi mua rau xà lách trộn mà rốt cuộc không mua nước sốt bỏ vô giờ ăn gì. Mà Quỳnh nó cũng không nhớ gì luôn trời. Hồi nãy vô trong đó nè mọi người, lúc mà tính tiền á còn quên mua nước nữa, chạy lại mua nước xong cái quên hết trơn. Sa tê đi Sa, ăn bằng tê đi con. Nè mẹ múc cho con miếng mì nữa nha. Con ăn mì một chút con ăn. Ok. Đó, ok nè. Chất tổ ramen nè. Quỳnh múc cho thằng Sa bên này một ít mì. Ramen じゃ ない です. À, yakisoba, so. Mì xào nha. Ramen じゃ ない. Cái này không phải là mì ramen nha mọi người. Ông chỉnh Quỳnh là cái này là gọi là mì xào nha mọi người. Cái nào mà ổng là mì không biết nè. Không chịu. Rồi. Cái này của Sa nè. Đó, mày bỏ cái cọng giá ra nè. Rồi, ăn ngay coi. Rồi. Mình sẽ ăn nha. Ở đây thì là nhiều anh ta trứng, nhưng mà người trứng nó trộn chung với lại rau củ chiên nha. Không biết mọi người thấy ông Quỳnh với anh xã Quỳnh đang ăn mà gió thổi mấy cái bông sakura nó bay phất phới luôn, đẹp mà. Đẹp quá trời đẹp. Cái cục này thì nó hơi nè, có cánh hoa sakura bay vô đây luôn nha mọi người. Đây giỡn cho mọi người xem. Bông sakura thì ăn được nha. Ở nước mình á thì mình thấy là Tết á có bông mai mọi người. Mà nước mình mà ví dụ mà thích bông mai á, chỗ nào mà trồng nguyên một vườn bông mai hoặc là nguyên con đường toàn bông mai, không Tết đi ngang con đường á toàn bông mai nở rực, cái bông mai nó rụng xuống nguyên màu vàng, mình nghĩ chắc đẹp lắm rồi. Mà ở Việt Nam á thì chỉ lo là trồng vậy á. Bông mai thì Tết người ta hay chưng á mọi người. Đậu chích người ta lại rinh hết cây cây mọi người. Ở nhà Quỳnh á, tại sao Quỳnh nói vậy, ở nhà Quỳnh hồi xưa á, lúc mà Quỳnh còn 19 20 tuổi ba Quỳnh cũng trồng cây á mọi người. Để có chậu bông mai tí tẹo à. Để trước cửa mà còn bị rinh nữa mọi người. Huống hồ mà trồng nguyên con đường chứ không còn cái cây nào luôn á. Sao có thích đi ăn gì không Sa? Sao có thích đi ăn gì với ba với mẹ không? Đi ăn công viên gì nè. Rồi sao chạy xe, sao thích không? Ôi ảnh quái mọi người. Ảnh thì ai? Ảnh là anh ba Sa đó. Còn ba mày hay kêu là cái gì? Nubu. Nubu là cái gì nữa? Là con khỉ. Con khỉ. Mẹ hay kêu ba là ông Nubu với con khỉ rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Mặc quần áo. Ông mập. Mập. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Ổng. Ẩm. nói vậy nó hiểu, nó cười mà. Cái cái xà lách trộn mà người biết không, bữa mình mua có cái thì bên trong nó có nước sốt, có cái thì không, mà cái phần nước sốt ta bỏ vô thường thường hay nằm dưới đáy á. Mình nghĩ hôm nay là nó có nhưng mà ai ngờ không có. Ôi xì nè ba ba ta biết á, chút tuyệt vời à. Hôm nay trời nắng ui ui nha mọi người, với lại mình ngồi chỗ này á thì phía trên cũng có cây á cho nên nó cũng mát nha.
Chỗ mà nắng nè. Ba ba, một ít cò. Như cò. Có mấy cái chú lớn lớn tuổi ở Nhật á thích đi câu cá mọi người. Ở trong cái hồ này, ở trong công viên là cho câu nha. Ở Nhật không phải chỗ nào cũng câu được mọi người. Nhưng mà người Nhật cũng có nhiều người mọi người thích câu cá mọi người, nhưng mà câu xong chút nữa như câu vô coi là mình là câu được cá, nhưng mà câu xong chút thả cá xuống dưới hồ là hết mọi người. Đẹp quá ba. Sùng gói chi đẹp à. Quá khi ghê. Nó bài quá trời đẹp, quá trời đẹp luôn. Ở Nhật mùa này á mọi người, bông nó nở nhiều á mà Quỳnh không thấy con ong nữa mọi người. Bông sakura nó cũng có mật ong mọi người, cũng có mật đó chứ, mà không thấy ong mọi người. Ong từ kia. Con ong là hà chi á sao? Chắc có lẽ lạnh quá hay sao không có ong rồi. Thấy chim nữa. Chứ cái này mà lấy mà lấy mật chứ cũng được nhiều lắm á nha. Cô đi đi cứ cặp. Con mình Quỳnh ăn dâu. Cô... hai cha con cũng mê trái cây mà. Nó nhỉ. Bây giờ Quỳnh quay lại cái camera thì cái này là phía đằng sau lưng nãy giờ Quỳnh đang ngồi nha mọi người, nó rất là đẹp luôn. Mà nãy giờ Quỳnh quay ra cái hướng bờ sông nó cũng đẹp nữa, thì anh xã Quỳnh lấy cái hướng này, biết nãy giờ quay qua hướng này nó cũng đẹp quá trời, quá đẹp quá đất luôn. Thì mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share kênh YouTube của Quỳnh cũng như ủng hộ trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh nữa nha. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.